Vâng, chào các bác nha. Tối nay em lên sóng mấy cái con quả quýt này các bác, quả quýt này, con ke lết tình này các bác. Đấy, con này nó còn nguyên cái đế luôn nha, còn nguyên cái đế, cái dây này không có nha. Đấy, con này 900, em sell cho các bác là 850, 850 chuyển khoản là 800 cũng được. Con này các bác nào có dây về lấy, cái bị nó còn nguyên cái đế bọc vàng luôn này. Đấy, cọc số học trò sai con này là sai 38 ấy. Đang chạy hoàn hảo nha các bác. Là chúng ta muốn mở ra này, chúng ta gạt ra, lấy nó ra. Đấy, hiếm khi con nào mà còn được cái đế này các bác. Đấy, cái đế này. Đấy, là con quýt này, mà tinh. Hai kim. Đấy, về các bác là sưu tầm đồ cổ Nhật Thụy thì chơi những con này để trưng bày trong tủ kính rất đẹp nha. Thôi để các bác 800 đi. Đây. Một con đế bàn nữa các bác, con này 500. Đây, con quay của Nhật. Để các bác 450.000 nha. Đế bàn rất là đẹp đấy, cổ điển nha. Xem giờ luôn. Này con quay Nhật Bản da băng. Sứ Nhật luôn các bác, sứ Nhật này. Họ tiết họ vỉ thủ công rất là đẹp luôn, 450 nha. Rồi đây là hai cái cũng để bàn để đây. Hai cái này em để các bác là 900 một con nha, hai con như mới đó. Cái này để bàn hoặc là để trên cái catalog của xe hơi đó các bác. Rất tuyệt vời luôn. Để xe hơi nha. Khi các bác để lên xe hơi, các bác để ra dài, gạt nó ra. Con vô cô bọc vàng nha, bọc vàng bô cô bin đến xe hơi hoặc là để trên bàn làm việc nha. Thích chơi đồ Nhật xịn thì alo em có được hai con vô cô này, hai con mới tinh nha các bác, hai con mới tinh đấy, hai con mới tinh nha, hai đồ mới cao lắm, mới tinh nhé, trên 95-97% luôn nha, để trên bàn làm việc hoặc là hết bài chơi những con Nhật như thế các bác. Hai con vô cô nha, để bàn để trên xe hơi cũng rất là đẹp luôn. Chắc 900 một con nha các bác, 900 một con, vì đồ mới như này cao lắm. Còn con quýt này 800. Còn cái đồng hồ sứ để bàn này 450. Đấy, bắt lấy con nào mình chơi trưng bày sưu tầm cứ alo cho em. Rồi em đi vào những con đồng hồ nữ trước đây, hồ nữ nha các bác. Đây. Đây là một con dam. Demot. Một con Demos size là size 27 các bác. Cọc số học trò của nữ da chung bọc vàng. Con này giá 1 triệu. Bằng kỷ niệm nha. Con này con Demos của Nhật. Da chung, tay nào đeo cũng được nha các bác. Đây là một sản phẩm của nữ size 27. Con này giá 1 triệu. Demos bằng kỷ niệm này các bác. Da chung, tay nào đeo cũng được nha. Tiếp theo, em sẽ lên một con cực mới luôn. Con Helena Master của Nhật size size 30. Cọc giờ đánh đá. Dây là zin hết nha các bác, dây zin. Con này như mới như chưa sử dụng luôn nha. Cũng giá 1 triệu các bác. Zin từ A tới Z nha. Khá là sang. Size 30 của nữ, các bác nào mua về tặng vợ tặng những con này. Dễ thương và rất là sang nha. Dây zin hết luôn, size 30 nha. Giá 1 triệu. Tiếp theo cũng một con cũng size 30 luôn các bác, cũng là dây zin luôn nha. Một con phát con của Nhật như mới vậy đó, cũng size 30 luôn. Cọc số học trò. Dây lụa này. Dây lụa bạc rất là đẹp luôn, cũng giá 1 triệu nha. Nhưng con này hình như chưa sử dụng không? Mới tinh này. Rất là sang luôn. Đấy. Con này giá 1 triệu. Tiếp theo em sẽ lên một con cọc số học trò, con này size 20 25 cũng dây chung luôn. Giá rất là rẻ nha các bác, con này tặng cho con hay là tặng Vân. Cũng là dây chung nhưng con này là con giá này 450 nha. Con này giá 450 con Kitigen nha các bác, con Kitigen nha. Kitigen con này 450 ngàn, 450k nha. Bao ship Kitigen Nhật Nhật các bác, cọc số học trò size 25 nha. Full dây zin của nó. Kitty này các bác, Kitty đấy, xịn sò chắc.
450. Rồi em lên một con này, một cái cong này các bác. Đấy, cũng có Nhật luôn nha. Con này size khá là lớn. Đây là dành cho mấy học sinh rồi các bác. Đấy. Sinh hoặc là chị em là thích đeo cong này, con này giá 400 nha. Con Diana của Nhật. Bên trong này nó sẽ có những hạt li ti khi nó sẽ chạy và nó phát ra ánh hào quang. Size cả con này là size là 38 nha, con Diana của Nhật. Cọc số học trò. Cái cong nha các bác. Đấy. Diana của Nhật. 400. Cái này mà máy bé học sinh là rất là thích này. Nó khá là cuốn hút. Đấy. Size 38. Nó thiên về sự dễ thương nha, 400. Rồi em lên một con của Pháp các bác. À, của Pháp, đây con này. Đâu nhỉ? Đây con Thủy đây. Hồi nãy nhớ em cầm con này ta. À đây con này, con Barry của Pháp đây. Con này như mới luôn nha các bác. Con này em đấu về giá tốt này. Hiện tại trên trang bên Nhật là hiện tại có một con y như thế này. Nhưng mà giá rất là cao quá. Họ đẩy giá quá cao vì con này nó quá mới nha. Mà nó sang lắm. Có thấy này. Mới tinh nha. Như chưa sử dụng luôn. Con Cheriton Garrett Barry. Con Cheriton Garrett Barry của Pháp. Đây, cậu thấy size nó size 32 nha. Size 32. Cậu thấy nó sang. Cái mạch nó là bên trong là miếng vàng các bác. Miếng vàng họ điêu khắc trắng tia. Mất tinh, dây dinh nó luôn này. Con này các bác mua tặng là hết bài. Con này em đấu về giá tốt nha, em bằng giao là 1,6 triệu. Bây giờ giá này không mua được bên Nhật các bác, không mua được con này bên Nhật. Hiện tại có con đang đấu. Giá gần gần 2 củ rồi các bác, mà chưa xong phiên đấu nha. Đấy, con này em giao 1,6 triệu, cái nào về được giá tốt được nào thì mình em giao giá đó thôi. Nhưng con này đẹp lắm. Nó nhìn dây và dây dinh luôn nên nó nhìn rất là hài hòa. Cực kỳ sang luôn, size 32 nha. Con này 1,6 triệu nha các bác. Một con của Pháp. Rồi tiếp theo em lên con một con lụa, con OL3. OL3 của Nhật Fontaine, size ngang là size 28. Dây zin, dây bọc vàng sáng tròn luôn nha. OL3. Con này giá 900 nha các bác, 900. Con này đẹp mút mùa luôn, hồi bữa có con nó bị không nó xấu xấu hơn chút, em đã bán 700 bán rồi, còn con đẹp ngất ngay này này, giá 900. Đấy. OL3 dây zin nha các bác, dây zin của nó chỉ có logo OL3 này. Rồi này, coi tử đó. Dây zin của nó đó. Đấy, dây zin của nó mấy con luôn này. Con này là đúng hàng sưu tầm OL3 luôn, Fontaine size nha, 28. Của nữ nha các bác, con này của nữ. Mới tinh. Giá là 900. Chắc tầm tiền những con này đáng chơi. OL3 rất nổi tiếng rồi. Rồi lên một con của Nhật lụa nữa. Lụa form tăng tròn. Con Rolomnet. Form tăng tròn size 30. Điêu khắc, mạc niền điêu khắc. Rolliner. Giá 1,2 triệu. Rolliner. Dây dinh. Dây lụa dinh. Con này 1,2 triệu. Full zin hết nha. Rolliner của Nhật mạc niền điêu khắc size 30, giá 1,2 triệu. Con này đẹp hết nha các bác, 1,2 triệu. Cọc tiền các bác cọc giúp em 10-15% trở lên nha. Chỉ còn đủ thì em bớt chút đỉnh. Rồi lên một con Senko bọc vàng 18 các bác. Senko bọc vàng 18 size 32 mạc trắng tia. Dây zin luôn nha. Con này 1,8 triệu. Bọc vàng nguyên con Senko. Chị em nào yêu thích thương hiệu Senko thì lấy con này nha, size 32, một vàng 18. Cọc số là mã. Rất là đẹp, vừa đẹp rất là cao. 1,8 triệu. Các bác mà yêu thích cái nào mà tặng cho vợ thì mình alo cho em nha. Qua số điện thoại phía trên màn hình nhé. Rồi em lên một con lách rất là đẹp, khá là dễ thương.
Con này size là 20 các bác. Con Elite của Pháp. Sao nó lên nét nha. Thôi con này ông ánh nó mới quá. Elite của Pháp nha, Paris. Da zin hết luôn nha. Size 20. Con này 2 cm đó, cực kỳ dễ thương luôn. Con này giá 900. Siêu dễ thương nha. Bác chị em nào mà thích sự nhỏ 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 nhắn dễ thương thì lấy những con này này, Elite của Pháp. Con này giá 900. Nhỏ nhưng mà có vỏ. Nhiều chị em thích thứ nhưng nhiều con đồng hồ nhỏ nhỏ nó dễ thương. Còn nhiều chị thích size lớn hơn tí, nhiều chị em thì thích nhỏ nhỏ, nhỏ nhắn. Con này giá 900 nha. Một con của Paris Elite. Đồ mới keng luôn. Giá 900. Rồi em có còn một con Sima này, Sima niền bạc vàng này các bác. Con này 1,8 triệu. Con này về cũng một tầng rồi các bác. Rồi em để các bác 1,7 triệu đi. Sima thị sĩ nha. Size 30 niền bạc vàng. Dây zin. Sima thị sĩ nha các bác. Sima thị sĩ niền bạc vàng. Giá 1,7 triệu. Rồi cuối cùng của video này em sẽ lên một con 18k Gold Ground. Đấy, con này cái mạch nó là mạch lụa 18k các bác. Đấy, tất cả cọc kim nó là vàng 18 nha các bác. 18 vàng đúc này, những cái cọc mà xem giờ là vàng đúc nha các bác. Đấy, cái mạch cũng vậy, cái mạch bên trong là 18k Gold Ground. Đây là con led mod thụy sĩ vương miện, 2,1 triệu, 2,1 triệu. Da zin của nó đều bọc vàng hết các bác, bọc vàng nguyên dây luôn nha. Led mod kim cọc vàng đúc, mạch vàng đúc, kính sapphire bắc cạnh. Size con này là size 32, giá là 2,1 triệu. Một con led mod thụy sĩ vương miện của nữ nha các bác, của nữ nha. 18 gold crown. Hãy nhìn cái những cái thanh vàng đó đấy. Kính sapphire niền sapphire bắc cạnh kim cương. Con này giá 2,1 triệu nha. Ai bác nào có nhu cầu hoặc là cứ alo cho hai số điện thoại phía trên màn hình nha. Tiếp tục em sẽ lên video tiếp theo.